Ken, chú voi con. Xin chào các bạn, hôm nay bạn thế nào? Tớ là Ken, chú voi con. Và hôm nay hãy tìm hiểu về các loại hình dạng khác nhau. Bạn có thể đoán hình này là hình gì không? Đây là hình vuông. Giờ hãy để tớ biến đổi hình vuông này với cây đũa thần. Ba la, ba la. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Ô không, chuyện gì xảy ra vậy? Này, Yippee! Yay! Điều này thật kỳ diệu. Một hình vuông màu đỏ. Giờ tiếp theo là gì? Ngôi sao. Hãy để tớ đặt ngôi sao này trong hộp ma thuật này. Aha, một sự kết hợp hoàn hảo. Tên tớ là Ken và mình ở đây để bạn giải trí. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Yay, rất nhiều ngôi sao. Đây vì sao do lấp lấp ơi, tớ thấy rất xanh và ôi thật yên bình. Ngôi sao xanh. Hãy tìm hiểu hình dạng nào. Chúng ta sẽ học tiếp theo nào. Ồ, đây là một hình chữ nhật. Bắt đầu nhé. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Tớ có một cây đũa thần. Và với hình chữ nhật này, tớ sẽ làm một cái ao ma thuật. Ba la, ba la. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Ha ha ha, màu xanh. Tớ thích màu này. Còn bạn thì sao? Tiếp theo là gì? Wow, đây là một hình tròn. Bạn đã sẵn sàng cho trò ma thuật siêu tuyệt vời của tớ chưa? Đây là cây đũa thần của tớ. Ba la, ba la. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Màu sắc yêu thích của tớ là màu hồng. Còn bạn? Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Wow, là màu hồng. Bạn có thể đoán xem hình nào tiếp theo không? Là hình chữ nhật hay ngôi sao? Hãy tìm hiểu. Hãy để tớ đặt hình vào hộp. Và là hình tam giác. Ba la. Mở ra hộp ma thuật nhỏ của ta. Yay. Đây là màu vàng. Hãy ăn mừng với một ít thịt nào. Tạm biệt các bạn, hy vọng bạn đã học được màu sắc và các hình dạng. Chào các bạn, hôm nay các bạn thế nào? Tớ ở đây để dạy các bạn màu sắc. Tên tớ là Ken, tớ là một chú voi thông minh, được gửi đến đây để các bạn giải trí. Hãy nhìn tớ bay trong chiếc xe ma thuật này. Thật tuyệt vời. Màu xanh. Điều gì ở phía trước? Hãy tìm hiểu trên xe của tớ. Ô ô, quá đỏ. Bắt đầu nhé. Thật là vui quá đi. Này xe đo bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Tớ đem với bạn. Yay. Màu đỏ.
giờ tiếp theo là gì? Tớ là một người bạn tốt đây và tớ cần một màu vàng thật đáng yêu. Yippee! Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Chúng ta băng qua ranh giới màu vàng đây. Màu vàng. Tớ tự hỏi, màu tiếp theo là gì? Đối với bữa sáng của chúng ta nên ăn cháo. Màu xe của tôi là... màu cam. Whee! Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi thông minh được gửi đến đây để các bạn giải trí. Quang hô, tớ vượt qua ranh giới màu cam. Màu cam. Và tiếp theo là vượt qua giấc mơ của mình. Màu xe của mình là màu xanh lá. Đi thôi. Bíp bíp. Ha ha, thật là tuyệt vời. Học màu sắc rất thú vị. Tớ đã vượt qua ranh giới màu xanh lá. Xanh lá. Xe của tớ có màu hồng dễ thương. Bạn có nghĩ vậy không? Whee! Whee! Tớ đang có khoảng thời gian tuyệt vời. Vâng, hầu hết ở đó. Và cuối cùng, tớ đã vượt qua ranh giới màu hồng. Tạm biệt. Ồ kìa bạn sẽ biết có sắc đỏ hồng. Nó màu hồng, nó màu hồng. Ồ kìa bạn sẽ biết có sắc đỏ hồng. Thì chân màu chúng ta đi thôi. Ồ cửa trên sẽ biết xanh lá cây nè. Sắc xanh lục, sắc xanh lục. Ồ cửa trên sẽ biết xanh lá cây nè. Thì chân màu chúng ta đi thôi. Còi to trên sẽ biết màu đỏ tươi nè. Đỏ tươi nè, rất đỏ. Còi to trên sẽ biết màu đỏ tươi nè. Thì chân màu chúng ta đi thôi. Cần gác trên sẽ biết có sắc xanh nè. Xanh da trời, xanh da trời. Cần gác trên sẽ biết có sắc xanh nè. Thì chân màu chúng ta đi thôi. Trường tôi sẽ biết có sắc vàng, sắc vàng. Có sắc vàng, sắc vàng. Có sắc vàng, sắc vàng. Trường tôi sẽ biết có sắc vàng, sắc vàng. Thì chân màu chúng ta đi thôi. Này Mumu, hôm nay sinh nhật bạn. Bạn có tổ chức một bữa tiệc không? Không lúc. Tôi không muốn có một bữa tiệc. Tại sao Mumu buồn quá vậy? Mình có một ý tưởng. Mình sẽ lên kế hoạch cho bữa tiệc sinh nhật thật bất ngờ của cậu ấy. Điều đầu tiên chúng ta cần cho một bữa tiệc sinh nhật là bánh sinh nhật. Tôi sẽ nướng một chiếc bánh dâu tay ngon. Á ha, và nó đã hoàn thành. Tôi chắc chắn Mumu sẽ thích nó. Cái bánh màu hồng của tôi trông rất ngon, phải không? Wow, một chiếc bánh ngon. Cho tớ xin một miếng với. Không Ken, đây là bữa tiệc bất ngờ cho Mumu. Đây, bạn có thể treo một vài quả bóng bay lên. Nhìn quả bóng trang trí màu xanh này. Yay! Này các bạn, mọi thứ đều tuyệt vời. Nhìn tôi đội mũ dự tiệc màu cam này. Tuyệt quá phải không? Yay! Xong cả rồi. Này, nhìn này, Mumu đây rồi. Ngạc nhiên chưa? Wow, điều này thật tuyệt vời. Đây là quà của bạn Mumu. Nhìn này là chiếc hộp màu xanh lá cây. Một ngày thật là vui. Và chúng ta cũng đã học được màu sắc.
bánh màu hồng, bóng bay màu xanh dương, nón tiệc màu cam và hộp quà màu xanh lá. Yay! Hy vọng bạn vui. Hẹn gặp lại lần sau. Thật là một ngày đẹp trời. Chào, chim con. Nhiệm vụ trong ngày của mình. Wow! Là một bản đồ kho báu. Mình đang ở đây. Mình phải băng qua cầu và đi vào rừng. Rồi mình sẽ băng qua biển. Và cuối cùng trên đỉnh đồi là hòn đảo kho báu, nơi chúng ta sẽ tìm thấy kho báu quý giá. Đây sẽ là một hành trình thú vị. Đi nào, sẵn sàng chưa? Ồ, nhìn nè, chiếc xe màu đỏ. Nó sẽ giúp mình qua cầu. Tớ đang tìm một kho báu đây. Trong lúc mình đang rảnh rỗi đây. Sẽ tham gia cùng tôi chứ? Nó sẽ thật là vui lắm. Yay! Thật là tuyệt. Tớ có thể đi xuyên qua khu rừng trong chiếc xe tải quái vật này. Tuyệt quá. Thật là vui quá đi. Vòng xoay, bánh xe xoay, xe tải xoay tròn, nó xoay tròn, nó xoay tròn. Vòng xoay, bánh xe xoay, xe tải xoay tròn, băng vào rừng đây. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với bạn xe tải quái vật. Bởi vì tớ nhìn thấy thuyền của mình ở đây. Nó sẽ giúp tớ vượt biển. Yippee! Lai thuyền đi. Tớ đang tìm kiếm một kho báu đây. Trong lúc mình đang rảnh rỗi đây. Sẽ tham gia cùng tôi chứ? Nó sẽ thật là vui lắm. Này là máy bay trực thăng. Thật là thú vị. Tớ thích lái máy bay trực thăng. Mình đang rất gần với kho báu. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Máy bay trực thăng là trợ lý của tôi. Yay! Tôi đã làm được. Cuối cùng kho báu thật là tuyệt vời. Thật rực rỡ quá. Yay! Mở nào hộp kho báu. Một chiếc máy bay vàng. Woohoo! Thật là hoàn toàn xứng đáng. Tiếp tục theo dõi tớ, Ken, chú voi con. Tạm biệt. Tên tớ là Ken. Tớ là một chú voi dễ thương. Và tớ ở đây để tìm bạn bè của mình. Wow, trái cây ngon. Làm ơn cho tớ xin một ít được không? Tớ rất đói bụng, đã đến lúc ăn nhẹ buổi tối. Không, Ken. Trước tiên bạn phải hoàn thành nhiệm vụ hôm nay. Mình tự hỏi nó là gì vậy? Vẽ các dòng khác nhau. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta hãy đi tìm hiểu. Mình thấy rất vui. Tên tớ là Ken. Tớ thì rất thông minh. Tớ là một chú voi. Bạn đã sẵn sàng cho thử thách chưa, Ken? Vâng, sẵn sàng. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn là vẽ các dòng thẳng đứng. 1 2 3 4. Xong. Các đường thẳng đứng. Các tòa nhà mà chúng ta nhìn thấy quanh ta là các đường thẳng đứng. Tiếp theo, Ken, cho chúng tôi thấy nếu bạn có thể vẽ các đường ngang. Vâng, mình có thể. 1 2 và 3. Bắt đầu nhé. Dễ thôi mà. Từ trái sang phải. Những con đường mà chúng ta đi đến trường nằm ngang. Được rồi, Ken. Bây giờ bạn phải vẽ các đường zigzag. 1 2 3 4 5 6 7 8. Aha! Giống như những chữ V lộn ngược với nhau. Những ngọn núi đẹp khổng lồ là zigzag. Chúng ta nên cho cậu ấy gì tiếp theo nhỉ? Hãy vẽ đường cong. Đây, tớ vẽ đường cong. Chúng trông giống như những ngọn sóng của đại dương. Aha! Nhìn đại dương này, nơi tàu thuyền ra khơi. Yay! Ken này, điều này có thể khó khăn. Bạn có thể vẽ các đường chấm chấm. Được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Nhìn này các bạn, đường chấm chấm trông giống như một đàn kiến, phải vậy không? Vâng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi các bạn, bây giờ hãy xem lại. Đây là những đường thẳng đứng, đây là những đường ngang, đây là những đường zigzag, đây là những đường cong, và đây là những đường chấm chấm. Cuối cùng, mình cũng được nếm quả táo ngon tuyệt này. Thật là một buổi sáng đẹp trời. Và nhìn này, đây là nhiệm vụ của tớ ngày hôm nay. Cảm ơn chim con và chúc bạn một ngày tốt lành. Được rồi, hãy tìm hiểu xem cuộc phiêu lưu nào đang chờ mình hôm nay. Wow, tìm một quả chuối. Được rồi, hãy bắt đầu nào. Tớ là một người bạn tốt đây, đang tìm một quả chuối vàng, rất vàng. Ô này, look. Hôm nay bạn thế nào? Đó là quả chuối phải không? Không, không, Ken. Đây là quả táo. Ngon, nó ngon thật. Cảm ơn bạn. Look, tớ sẽ lên đường ngay bây giờ. Tôi đang muốn thưởng thức kẹo thạch, nhưng trước tiên tôi phải tìm quả chuối màu vàng. Cái gì đây? Chào Mu Mu. Quả chuối đây phải không? Không không, Ken. Đây là quả cam. Wow, vị rất tuyệt. Cảm ơn Mu Mu. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Tớ là một người bạn tốt đây, đang tìm một quả chuối vàng, rất vàng. Là chuối phải không nhỉ? Mình nghĩ đó là phải chi mình lấy được nó. Này, Tim, làm ơn nói cho tôi biết đây có phải quả chuối không? Đúng rồi, Ken. Đây là quả chuối vàng, rất là ngon. Hãy để tớ lấy nó cho cậu. Tớ trèo cây rất giỏi. Của bạn đây, Ken. Một quả chuối. Yay, chuối rất là ngon. Cảm ơn Tim, nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành. Tớ đã ăn một quả táo, một quả cam và một quả chuối. Cảm ơn đã giúp tớ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tạm biệt. Chào các bạn buổi sáng. Một ngày mới tươi sáng. Nhìn xem, tớ có nhiệm vụ của mình trong ngày. Hãy mở nó ra để xem nhiệm vụ. Dọn phòng của mình ư? Nghe có vẻ hơi khó, nhưng tớ sẽ làm cho nó vui. Hãy bắt đầu nào. Tớ tên là Ken. Tớ rất là ngoan. Và tớ cũng là một chú voi vui tính. Rác thì luôn cho vào thùng để giữ cho môi trường xung quanh sạch sẽ và gọn gàng. Cái này cũng vậy. Và tất cả phòng tớ trông gọn gàng rồi. Tiếp theo, hãy để tớ cho quả bóng đá vào trong giỏ đồ chơi của mình cùng với tất cả các đồ chơi khác. Yay! Và cuốn sách để trên giá với tất cả những cuốn sách khác. Tớ thích đọc sách. Còn bạn? Có vẻ như tớ gần xong rồi. Búp màu bỏ vào ngăn kéo. Yay! Nhiệm vụ của tớ đã hoàn thành. Ai đang ở ngoài cửa? Chào các bạn. Thật bất ngờ, vào trong đi. Chào, vào thôi. Yay! Thật là vui quá đi. Mình lại phải dọn phòng một lần nữa. Lần này mình biết phải làm thế nào rồi. Chào các em. Tại sao bánh xe này lại tiến về phía mình nhỉ? Chào, tên tôi là Ken. Tôi là một chú voi dễ thương. Vậy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Tại sao nó không nhúc nhích nhỉ? Thôi nào, nhanh lên nào. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu đỏ. Wow, nhìn rất nhiều quả bóng nhỏ đang nhảy ra. Thật tuyệt vời phải không? Màu đỏ,
Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu đỏ. Xin chào, mình đã trở lại. Và bánh xe cũng vậy. Yay! Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Dạy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Mũi tên này bị kẹt rồi. Bắt đầu nhé. 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Màu vàng. Thật tươi sáng và thật là đẹp. Và đây là những quả bóng nhỏ. Có rất nhiều. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu vàng. Tạm biệt. Xin chào, mình ổn. Một lần nữa, đây là bánh xe màu. Hãy tìm hiểu thêm một số màu sắc. Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Dạy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích chơi các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Nó lại không nhúng nhích nữa rồi. Được rồi. 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Để nghĩ xem. Và đó là màu hồng. Rất nhiều quả bóng nhỏ xíu. Điều này rất là vui. Được rồi, hãy nói lời tạm biệt những quả bóng màu hồng. Tạm biệt. Chào. Bạn thích trò chơi này phải không? Nhìn xem, bánh xe màu đã trở lại. Mình tên là Ken, là một chú voi dễ thương. Dạy màu sắc là mục tiêu của tôi. Đó là lý do tại sao tôi thích các trò chơi của mình. Hãy làm lại lần nữa. Và nó một lần nữa bị mắc kẹt. Thôi nào mũi tên, bạn làm ơn di chuyển giúp Ken. Yay! 1, 2, 3, 4. Thích cánh cửa màu gì nè? Bạn có thích màu này không? Đây là màu xanh lá cây. Nhìn những quả bóng nhỏ bùng nổ này. Hẹn gặp lại lần sau. Tạm biệt. Ô, chuông vừa reo. Là ai thế nhỉ? Wow, đó là gì nhỉ? Xem nào. Wow, nó là một cỗ máy thời gian. Hãy thử xem sao. Chúng ta làm thế nào để bật nó lên? Thử cái này xem. Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi không. Ủa? Mình đến đâu đây? Hang động phải không? Hãy vào xem nào. Đó là một bản vẽ của bàn tay. Để mình tô màu cho nó. Hãy xem những bản vẽ khác mà chúng ta tìm thấy. Một người đàn ông, một túp lều. Hãy tô màu người đàn ông. Và con voi. Túp lều. Hãy tô màu mọi thứ. Con bò. Tớ thích tô màu. Tôi rất là đói. Cái này thật sự rất ngon. Này, bạn đi đâu vậy? Ôi không, tớ sẽ trở lại cỗ máy thời gian của mình thôi.
Tớ muốn trở về nhà. Chào Ken. Trời rất sáng và nắng. Một ngày hoàn hảo để chơi trong công viên. Yay! Nhìn cầu trượt nè. Đi nào. Không, mình sợ. Mình sẽ có nhiều niềm vui trên cầu trượt. Wow, bạn có kẹo. Cho tớ xin một ít. Chắc rồi, nhưng trước tiên hãy nói làm ơn. Không. Này, trả lại kẹo cho mình. Quay lại đây. Bạn phải biết cách cư xử tốt, Cam. Bạn phải luôn nói xin vui lòng. Cậu không thể đuổi kịp mình. Tớ nhanh hơn cậu. Bây go. Dừng lại, Ken. Tớ mệt rồi. À, chờ đã. Tớ có một ý tưởng. Ha ha ha. Cái này sẽ bắt được cậu ấy. Ôi không. Yay. Mình đã lấy lại được kẹo. Tớ xin lỗi, Bego. Không sao đâu. Đây, kẹo của bạn đây. Nói làm ơn. Làm ơn. Chúng ta phải luôn sử dụng ba từ kỳ diệu. Làm ơn, xin lỗi và cảm ơn. Trong một khu vườn trái cây huyền diệu. Các bạn có đi cùng mình để khám phá khu vườn trái cây này không? Đi nhé. Chúng ta đi thôi. Wow. Quả táo thật sáng bóng, màu hồng và đỏ. Bọn mình hay ăn quả táo mỗi ngày. Bác sĩ chúng ta chẳng gặp đâu. Chẳng thèm gặp bác sĩ nữa đâu nè. Ăn xong rồi đi chơi. Quả táo. Tiếp theo là gì? Là một quả cam. Quả cam rơi rơi từ cây cam. Quả cam rơi tất cả quả cam. Thật ngon lắm, thật ngọt lắm, tuyệt quá đi thôi. Có rất nhiều trái to bé nhỏ, nhiều sai. Quả cam.
tuyệt vời. Tiếp theo là quả chuối. Quả chuối to, quả chuối đó là trái cây ngon rất ngon. Màu thì vàng ươm trong chúng thật là đáng yêu, làm chúng ta khoe và thông minh hơn. Bạn thích bài hát chuối không? Hay hát cùng tôi nhé bạn. Wow, thật ngon quá đi. Bạn muốn gì tiếp theo? Một quả dâu tây. Chắc rồi, nào hãy đi tìm nó. Quả dâu tây, quả dâu tây, bạn ở đâu? Tớ ở đây, bạn có khỏe không? Wow, quả dâu tây, quả dâu tây, trong sáng bóng rất tươi. Tớ có kem mứt ở đây, sữa lắc tớ cũng rất yêu. Dâu tây là trái cây tớ thích. Yay! Hãy xem tất cả các loại trái cây tớ đã thu thập trong giỏ của mình. Quả táo, quả cam, quả chuối, quả dâu tây. Ngon thật. Hy vọng bạn thích tất cả các loại trái cây. Tiếp tục theo dõi tớ nhé. Kem chú với con. Và đã đến lúc tạm biệt. Johnny, Johnny, bác sĩ ơi, con hắt hơi ư vâng bác sĩ. Uống thuốc đi con ơi, sao thế ông? Sẽ thấy tốt hơn nếu con uống thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Johnny, Johnny, vâng thưa cô. Đọc sách phải không thưa cô? Vâng, tốt lắm con yêu. Sao thế cô? Giúp bé thông minh khi con đọc sách. Cảm ơn cô giáo. Johnny, Johnny, vâng bố ơi, con ăn sô-cô-la. Vâng ba ba, chớ có ăn sô-cô-la sao ba ba? Sô-cô-la không tốt đâu. Đây là một quả táo. Cảm ơn ba ba. Johnny, Johnny, vâng thưa mẹ, con đang ngu ư? Vâng thưa mẹ, tắm rửa đi con. Sao thế mẹ? Sẽ tốt cho con trước khi con ngủ. Con thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn mẹ, chúc ngủ ngon. Mình thích chà răng của mình, mình thích chà răng của mình. Nhìn nó sạch bóng, nhìn khoe và trắng. Đây cách tôi bắt đầu một ngày, đây cách tôi bắt đầu một ngày. Buổi sáng thật vui, ánh nắng vàng tươi. Sữa mình thích uống nè, sữa mình thích uống nè. Làm mình mạnh mẽ, khoe mà mạnh mẽ. Đây cách tôi bắt đầu một ngày, đây cách tôi bắt đầu một ngày. Buổi sáng thật vui, tớ hát bài ca. Phòng tôi thích nó sạch. Phòng tôi thích nó sạch. Sạch làm tôi vui và mình cảm thấy tốt. Đây cách tôi bắt đầu một ngày, đây cách tôi bắt đầu một ngày. Buổi sáng thật vui, cảm thấy thật tuyệt. Chào các em buổi sáng, chúc một ngày tốt lành. Tiếp tục theo dõi tớ nhé. Kem chú với con. Tạm biệt. Ken ơi, bông rô nè.
theo dõi để xem nhiều hơn. Kem, chúc với con. Yay!